Có bài đấu Babylon quả đầu 7 nhưng mà nhìn qua nó hơi xấu. Bản 2 trận chung kết quân mài đỏ thật đấy. Summer quả đầu 6 ở trận đấu này. Làm vào bây giờ tìm đồ ăn thôi. Bài đấu sẽ tư đường chút thì chúng ta mới bổ được con xe về phía đối phương. Xe về lớp. Dần tách ra đi dò. Chưa đổ lùa về với bài cầm Summer Dian này. Và đã có một bầy hươu giữa hai cánh rừng rồi. Đã xa so với chính chim sẻ, bây giờ ta cần voi đưa về. Có đồ lùa về để đẹp. Có voi lên chim sẻ để sẽ đánh cung ở trận đấu này. Thế bài khá là khủng. Vì bảo vệ bài đã được sẽ chém để chim sẻ đánh cung. Bây giờ thì Xeang hoàn toàn có thể đánh chém để cho Babylon đánh cung. Và Baby Summer thì như nhau, nhưng chất lượng của Xeang nó sẽ khác rất nhiều so với con chém như lạc đà Babylon của Huy. Khi bài Huy phải móc binh kích đời như Xeang. Huy bảo vệ trận này như Xeang luôn. Đây là máy của Huy. Huy đang có đôi voi. Cái bài đấu được cầm Babylon của mình. Đôi voi về. Đâu á. Rồi đưa voi về rồi. Hai voi với bài Babylon. Gì được không? Bốn voi. Ây da. Bốn voi quả phụ à. Bốn voi bị hiệu quả gỗ đầu hơi xa đấy Huy. Sẽ còn vào thứ ba. Anh Tuấn Phạm đã gửi tặng sẻ 75 sao nhá. Bây giờ sắp mẹ bản đồ đấy. Nhưng mà nó có giò giữa nhà đâu, nó không giò đâu mà. Rồi đưa về với bài đấu này. Rồi thứ ba thì Huy giết luôn. Đừng hơi xa. Rồi, sau tuần này sẽ là con voi thứ tư. Bốn voi về. Lẽ đầu đi Huy với con Babylon mình thêm con voi thứ năm luôn. Rất nhiều voi đấy Huy. Ghê thế nhờ. Hai năm voi này. Phụ luôn. Mẹ luôn. Và đây sẽ là con voi thứ tư được cái thủ anh Huy đưa về cho chính mình. Nó sẽ có chiếc cái BG để khác một quả phụ ở mặt giữa nhà. Con voi này luôn. Và như vậy là 7 phút 2x với bài 24 dân. Không giống Xeang cho lắm. Rồi thêm mấy con hiệu nữa về và ăn quả phụ. Bài đấu mà Huy sẽ chém thôi. Lại dân quả thì có con đi vòng kìa. Lùa đốt mấy con hiệu này về nhà chính luôn. Not. Chiêu anh em ơi. Thêm gỗ đóng BB đi. Lùa nốt mấy con hiệu này về nhà Huy. Với bài cầm Babylon. Rất lực. Đang đánh chém 25 dân, Huy đánh 24 dân. Chúng ta sẽ xem Huy chém ở trận đấu này anh em ơi. Đây là BL. Một tí gỗ anh em ạ. Rồi trả đi. BM. Bài đấu sẽ kích đời ở trong đầu 10 với 24 dân. Được anh Huy. 10 phút 12, xin dò luôn. Đi ăn vàng. Rồi giò đã có để luôn, hy vọng Huy sẽ gần bài Xeang với phía đối bạn. Đẹp. Chia bé ăn vàng cho em.
Đây, kín vàng luôn, công giáp ngựa giò đầy đủ. Đây rồi. Có 8, đó là BB người cầm Babylon. BB ở cái này anh em ơi. Bài đánh cung đến từ BB. Có hốc ở 9 giờ. Đánh yêu em mất rồi nhá, về lớp chéo sang bên này rồi. Giò công giáp về lớp và Huy sẽ chết tầm 3 đến 4 dân. Ờ 2 luôn nếu Huy. Vâng, 28/36 là thằng hiện tại dành cho bài Babylon này. Giò người xem, phá vệ bắt giò những chiến thành công đến từ Huy. Đã sắp đến đây body. Vừa nói xong là đã đến pha vệ. Thôi đã trong dân xe đây rồi. Xe bắt đầu tạt xẻ. Đang chọc được 3 dân của Vlop. Thêm 2L nữa đẩy lên. Khi nào Vlop chịu bánh xe. Khá nhiều dân nữa Vlop tên này. Có bánh xe rồi. Đã đã đến. Có dân rồi. Không kịp giữ giỏi nhiều Huy. Vâng, 23 dành cho bài Babylon này. Đang, ôm lật à với lớp B để có thể ăn vàng đối phương, ăn dân ăn hoàng đội bạn. Ở nhà đang bị đi vàng đi gỗ, ăn được bỏ vàng với lớp rồi, với lớp bay vàng luôn. Đấy, ông đã có bánh xe và đang bỏ chạy. Lại Huy là 23. Với bài đấu được cầm Babylon, chém khá tưng bừng đấy anh Huy đấy chứ. Ôi, tân để mất giò hơi lãng xẹt thôi. Sửa đi kìa. Đã hết gỗ sửa hè đấy. Chạy vàng đây Huy rồi. Lại là 22, đây máy xe. Điểm đầu Huy chém như vậy tạm chấp nhận được. Cầm Summer đang đẩy cung lên nhà bên lớp. Đã đi thẳng vào sắp em đồ là bãi gỗ bao nhỏ. Ở đâu nhỉ? Phải ở đây. Bên dưới này mỏ gỗ đã bị Huy chém bay rồi. Và thăm lại là 41 dành cho cái rủ chim sẻ, nâng gỗ 2. Đánh cung phát triển lâu dài BB thì bài đấu này BB giật hốc thì mình nghĩ là sẽ không khỏe bằng xẻ với cái thế bài cung nhà như thế này. Bên lớp với Huy thì mình nghĩ là cần chặt. Huy đã chém được khá nhiều dân đối thủ bên lớp rồi. Đi đẩy quân sau đây luôn. Và 46/100 đó, thằng này tải đến thủ chim sẻ. Bên lớp thông tin từ Huy báo về là hết dân rồi. Vàng chết rồi, vàng nó bay rồi. Huy vẫn đang giữ được vàng để bơm đồ cho sẻ được. Các bạn đang đi tìm Huy để bắt sẻ, bắt trong nhà sẻ vào hồi đi em ơi. Máy chim sẻ với tham lai là 51/100. Và 2 dân ở bên lớp nữa. Tốt lờ thôi. Vàng Huy bơm cho để có thể lên đầu máu. Không, vào đi, vào đi. Vào đi. Vào. Rồi bò lại thôi. Đây là lạc đà của game thủ anh Huy đang kéo về. BC lên đầu máu. Con Summer này. Chung kết C3. Về đây hồi là đẹp rồi. Em bao nhiêu dân rồi em ơi? Đầu máu 40 dân rồi BB. Tham cân. Thứ 5 đến từ thủ chim sẻ trong trận đấu này. Được đốt lờ về lớp vậy. Người gì làm. Win thì chưa win. Nhưng mà về thế trận thì cũng chỉ đáng cân thôi anh em ơi. Ai là 72/100 đến từ thủ chim sẻ. Về lớp đang có một cây ruộng trên mặt 12 giờ.
Và tham lai là 80 thì ông dục chia sẻ thế phát triển lâu dài với Babylon BB. 80 lên level 4 thì bạn không cửa. Đấy là chưa đây. À, tụ quần đây rồi. Đấy lớp thông tin bảo vệ đang hồi ở nhà. Thì cũng đang hồi lại đây rồi. Đẩy lên 12 giờ bắn viên lớp. Rồi đâu đi tí thực gỗ để đổ lại cho nhanh. Nó bị khóa ra này. Đường chạy rồi viên lớp. Dần nè. Đấy, anh ngồi đi. Bỏ hai lớp luôn. Thì đã đào vàng hay chưa đây. Bạn có cái option là chuyển cung A hay áo nữa. Babylon thông tin bảo vệ là 50 dần đây rồi. Quần BB đến nhà. Để nó giật quần lại. Khi đón. Thế này, ốp ra này cũng khá loằng ngoằng. Khi mà nhà chim sẻ đang có những cái vực và cái rừng chắn ở đây. Về lớp đến. Nè, bắn đạn đà về lớp đây này. Không thể leo lên cái dốc này được. Cao quá như thế này. Bị chết rất nhiều quần. Lâm cũng đã mất một vài lạc đảo mình. 113 trên 140 là tham lai của xe. Đang xin chăm gỗ. Người bạn đang đứng ở trước cửa nhà chim sẻ chữa bản đồ đây. Thằng này là 120 giờ chim sẻ đang dí nhà bên lớp. Bao nhiêu thì chưa dí được nhưng là có tướng quân bổ sung ngay sau đây rồi. Đấy to. Đấy, cho dù chim sẻ đang dí nhà bên lớp. Thì bảo vệ BB mới đào 100 vàng thôi. Rồi bạn vẫn đang đứng ở giữa bản đồ này. Đang mà đi trượt chân một cái là gãy ngay. Phải đen cả BB chạy dần rồi. Tham lai 121 ở bài đấu này khi mà sẻ đang đấu quân với BB ở trước cửa nhà mình. Chưa cả bè nữa. Đưa hết quân lên rồi. Đẩy lùi quân các bạn về gần với cửa nhà cái thủ bên lớp rồi. Bài đấu được cầm cung rồi. Samaria đến với thủ chim sẻ. Mặc dù các bạn có xe ở trận đấu này nhưng đều pha về để bắt quân của game thủ chim sẻ đáng với cung rồi Samaria và BB mất hết toàn bộ quân ở tình huống này. BB mất hết quân ở tình huống này đi rồi. Bên lớp thì không còn quân để thi đấu nữa. Vẫn sẽ có lạc đà để có thể kết hợp cùng với thủ chim sẻ đục nhà đối phương. Lại là 121, chúng ta sẽ ốp thẳng vào nhà BB ở trong trận đấu này. Ốp luôn thôi. Lớp đang phải ôm dân bỏ chạy rồi. Có lẽ chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trong trận chung kết của trận đấu này khi tham đè rúi rụi dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và kỹ thủ Anh Huy. Không cửa thâu anh em ơi. Phụ giữa nhà một đoạn không ăn. Không nhường nhau gì cả. BB đang đào vàng rất mạnh đây. Babylon này. Chúng ta ốp vào như này thì bạn sẽ đỡ kiểu gì? Tin báo về là BB đã đào được 500 vàng và có khoảng 61 nông dân. Có nghĩ đến việc đào vàng hay không? Và đang dí quân vào để có thể ốp nhà bè đội bạn và bắt đầu lọt nhà rồi. Vào đi BB ơi, vào đi. À, đây nhà bè của BB, vào đi kia. Nào BB chạy ra được thế nào? Để chính đào vàng và sẽ tuồn lặn đào vào bên trong. Tuồn cung đào bên trong khi BB đã có BK. Babylon này. Luôn. Còn nữa dồn lên. Cứ đi nào thì cho bộ đôi BB và game thủ bên lớp. Đó là một lối đi duy nhất, đó là quýt. Và tầm lại là 123 đến với thủ chim sẻ cũng như chính là vàng nhiều hơn. Và bây giờ BB đã bắt đầu bị tràn. Đây chỉ là cung đường Summerian thôi. Và 114 nên cho thủ chim sẻ và đội bạn đang khá là lì và trì nhưng quýt rồi. Và 32 ở trong trận đấu thứ 3 dành cho chim sẻ nắng và thủ Anh Huy. Một VC trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ tư ngay sau đây rồi. Thưa quý vị, trước hai một VC và sẽ đến với trận chung kết sớm, trận đấu chung kết sớm với đội bạn ở trong trận đấu thứ tư ngay sau đây. 3-2 ở trong trận đấu thứ ba và 2-1 VC rồi.